xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, một năm 2015 với rất nhiều biến động trong nền kinh tế toàn cầu đã trôi qua. Và năm 2016 này, chắc hẳn quý vị đang băn khoăn đâu là động lực và đâu là lực cản đối với kinh tế thế giới. Đó cũng chính là những nội dung của chương trình Thế giới sự kiện đặc biệt với chủ đề Kinh tế thế giới nhìn lại 2015 và triển vọng 2016. Trong chương trình này, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu sự tham gia của hai vị khách mời, đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, và tiến sĩ Lương Văn Khôi, trưởng ban Kinh tế Thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một phần tổng hợp ngay sau đây để có cái nhìn khái quát về những vấn đề kinh tế quốc tế nổi bật trong năm 2015 vừa qua. Năm 2015 đã chứng kiến xu hướng liên kết kinh tế diễn ra trên khắp thế giới. Ở cấp độ khu vực là việc cộng đồng kinh tế ASEAN AEC chính thức được thành lập vào ngày 31 tháng 12, đánh dấu bước tiến quan trọng đối với ASEAN trên con đường tiến tới một thị trường duy nhất. Ở cấp độ liên khu vực, ngày 1 tháng 1, Liên minh Kinh tế Á-Âu giữa các nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan chính thức đi vào hoạt động. Ngày 21 tháng 7, Ngân hàng Phát triển mới NDB của riêng khối BRICS chính thức được thành lập. Ngày 5 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP tuyên bố kết thúc thành công 5 năm đàm phán để đi đến một thỏa thuận mang tính lịch sử. Ngày 25 tháng 12, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở tầng châu Á AIIB do Trung Quốc khởi xướng được thành lập. Trái với xu hướng liên kết là xu hướng tăng cường trừng phạt kinh tế với tâm điểm xoay canh nước Nga. Ngày 28 tháng 11, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga. Ngày 21 tháng 12, EU đã nhất trí kéo dài thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga do sự can dự của nước này vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngày 30 tháng 12, Nga ban hành đạo luật về tạm ngừng FTA với Ukraine và sắc lệnh về cấm nhập khẩu thực phẩm Ukraine do FTA Ukraine-EU có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Trước đó, Nga cũng đã áp dụng lệnh cấm tương tự với nhiều mặt hàng thực phẩm phương Tây. Năm 2015 chứng kiến giá dầu thế giới liên tiếp giảm xuống các mức thấp kỷ lục. Ngày 2 tháng 1, giá dầu thô ở mức 56 đô la Mỹ một thùng, nhưng đến ngày 24 tháng 8, giá dầu đã giảm xuống 38 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất trong 6 năm. Và đến ngày 21 tháng 12, giá dầu tiếp tục giảm còn 36,05 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất trong 11 năm. Những yếu tố tác động đến sự suy giảm giá dầu gồm công nghệ khai thác dầu mới, đơn trừng phạt nhằm vào Nga, Iran chuẩn bị tái tham gia thị trường dầu mỏ và Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu. Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã có những quan điểm trái ngược trong chính sách tiền tệ năm 2015. Theo quan điểm thắt chặt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, với quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 16 tháng 12, thể hiện niềm tin vào sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của kinh tế Mỹ. Theo quan điểm nới lỏng là Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC. Cụ thể, ECB đã gia hạn chương trình mua lại trái phiếu trị giá 60 tỷ euro một tháng đến tháng 3 năm 2017 và hạ lãi suất xuống âm 0,3%. Trong khi đó, Biểu giấy quyết định duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trị giá 80.000 tỷ yên, khoảng 665 tỷ đô la Mỹ. PBOC thì 6 lần hạ lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong năm vừa qua. Kinh tế Trung Quốc năm 2015 chỉ tăng trưởng 6,9%, mức thấp nhất trong 25 năm. Thêm vào đó, sự sụp đổ thị trường chứng khoán hồi tháng 7 và việc Trung Quốc bất ngờ hạ giá đồng nhân dân tệ hồi tháng 8 với tổng mức giảm hơn 3%, góp phần làm cho tình hình thêm phức tạp. Vâng, sau khi xem xong phần tổng hợp vừa rồi, có một câu hỏi mà tôi muốn đặt ra đối với hai vị khách mời. Đó là ấn tượng của ông về bức tranh kinh tế thế giới trong năm 2015 là gì? Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Theo tôi thì cái bức tranh của nền kinh tế thế giới 2015 là một màu xám, là chủ đạo, cái gam màu xám chủ đạo. Và nếu như nói là tương lai của cái nền kinh tế thế giới năm 2016 thì vẫn là có màu xám nhưng mà nó đỡ xám hơn. Đấy là quan điểm chung của tôi. Còn tiến sĩ Lương Văn Khôi ạ?
Theo tôi thì bức tranh của kinh tế thế giới năm 2015 là một bức tranh đa màu sắc, tức là có sự tăng trưởng của nền kinh tế phát triển, tuy nhiên là có sự giảm tăng trưởng của nền kinh tế đang nổi đang phát triển. Và đặc biệt là tôi thấy rằng là trong 2015 ấn tượng đối với tôi là cái đặc biệt có những sự kiện lớn, ví dụ như là giá dầu thế giới giảm rất là sâu. Thứ hai là Quốc hội của Mỹ xóa bỏ cái lệnh cấm xuất khẩu dầu ra thế giới. Và cái điểm thứ ba là Iran đạt được cái thỏa thuận B51 với cái nhóm B51 về hạt nhân, và do vậy Iran có thể quay lại trở lại cái thị trường dầu thế giới. Và cái điểm thứ hai mà tôi cho rằng là điểm sáng của kinh tế thế giới năm 2015 là một loạt các hiệp định thương mại tự do xuyên vùng và xuyên vực được ký kết, đã và đang được ký kết. Và một cái điểm nữa có thể nói rằng là việc là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định nâng cái lãi suất cơ bản lên, và điều này cho thấy rằng là nền kinh tế số 1 thế giới đã phục hồi. Và tuy nhiên bên cạnh đó có những điểm tối, thì đặc biệt là cái sự suy giảm của cái nền kinh tế đang nổi và đang phát triển, và đặc biệt là nhân tố Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì có điểm tối nữa thì tôi thấy rằng là cái sự khủng hoảng địa chính trị, đặc biệt liên quan đến về Ukraine, và trong đó thì Mỹ và phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt nền kinh tế của Nga, và bên cạnh đó những cái sự gọi là khủng bố như là nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tôi muốn bổ sung thêm một tí về kinh tế 2015. Như khi nãy tôi vừa nói là cái màu xám là màu chủ đạo, tất nhiên nó có những đan xen có những điểm tối sáng. Tại sao tôi đã có thể nói được như vậy là bởi vì là tôi đưa ra bốn cái nhận định như sau. Cái thứ nhất ấy là cái đồng đô la Mỹ tăng giá so với rổ tiền tệ, và điều này nó gây áp lực cho những cái nước đi vay bằng đồng đô la. Như chúng ta đều biết là gì, là nền kinh tế thị trường năm 2015 ấy thì đồng rúp Nga là như vậy là mất tới 20-22% giá trị, EU mất 3,5% giá trị, nhân dân tệ và Việt Nam đồng mất 5% giá trị. Và đặc biệt Việt Nam đồng, nếu chúng ta so từ thời kỳ đổi mới năm 1985 cho đến 2015, như vậy là 30 năm chúng ta mất tới như vậy là chỉ là 150 lần. Điều đó là nó tác động không nhỏ đến cái nền kinh tế của chúng ta cũng như là nói chung. Cái thứ hai nữa là cái giá dầu giảm xuống như vừa rồi anh Khôi vừa nói, xuống đến mức thấp kỷ lục. Và cái tương lai của 2016 thì chắc rằng là nó cũng sẽ còn nhiều cái biến động khó lường, đặc biệt nếu mà cái dầu đá phiếm mà nó với công nghệ phát triển và tình hình thế giới như Iran chẳng hạn đã khai thác thêm cái dầu. Cái thứ ba nữa là các dòng vốn trên thế giới nó có sự đảo chiều, thì thấy dòng vốn nó đổi chiều từ cái chỗ những nền kinh tế rủi ro, các nhà đầu tư rút những cái vốn đó sang những cái thị trường mà có lợi hơn. Và cái thứ ba nữa là gì, là giá cả thị trường biến động quanh cái trái phiếu, và khi nãy anh Khôi vừa nói là như đồng nhân dân tệ phá giá nhiều lần như vậy. Và có thể nói rằng là thị trường chứng khoán rất nhiều phen đảo điên, và có thể nói là nhiều thị trường chứng khoán phải đóng cửa tự động. Và cái thứ tư là chu kỳ biến động nền kinh tế nên thế giới là càng ngày tôi theo dõi là càng ngày càng ngắn lại. Nếu như chúng ta tổng kết từ năm 1929 đến 1933 cho đến nay ấy, thì rõ ràng chu kỳ càng ngày càng ngắn lại, và như vậy đòi hỏi rằng là cái nền kinh tế thế giới phục hồi cũng rất khó khăn và cũng rất là gian nan. Đấy là bốn cái nhận định lớn của tôi. Một điểm nổi bật nữa trong năm 2015 mà chúng tôi quan sát và nhận thấy đó là những cái xu hướng trái chiều, chẳng hạn như là xu hướng liên kết kinh tế đối lập với các biện pháp trừng phạt kinh tế lẫn nhau. Vậy ông có thể nói gì về điều này thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn? Trước hết là chúng ta thấy là có một cái sự liên kết kinh tế, đúng không ạ? Các cái FTA, Liên minh Kinh tế Âu, đúng không ạ? Mà chúng ta vừa ký với Nga, với Nga, Kazakhstan, Belarus, rồi là TPP, đúng không ạ? Sau hơn 5 năm đàm phán thì bây giờ là chúng ta đã ký xong cái này, bây giờ chúng ta chỉ chờ Quốc hội thông qua thôi, đúng không? Rồi là cộng đồng kinh tế ASEAN, đúng không? Rồi là gì, là nhân dân tệ gia nhập cái rổ tiền tệ, đúng không? Rồi là chứng khoán mặc dù có sụp đổ nhưng mà cũng có những cái phục hồi nó bất chợt, đúng không? Giá dầu giảm, đúng không? Rồi là gì, là cuộc chiến trừng phạt kinh tế Nga, phương Tây, cả hai đều thiệt hại cả. Và châu Âu tuy rằng tạm thoát khỏi cái cơn bão của nợ công và đang phục hồi dần cái nền kinh tế, thế nhưng mà cái sự khủng hoảng mới của châu Âu là cái tị nạn ồ ạt như vậy, đúng không, thì nó làm cho châu Âu cũng là phải nói là phải đối mặt với rất nhiều thách thức khó khăn. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là những cái xu hướng trái chiều nó đan xen là như vậy. Một xu hướng trái chiều khác có thể nhận thấy đó là chính là về chính sách tiền tệ. Theo tiến sĩ Lương Văn Khôi thì trong năm 2015 vừa qua các nền kinh tế lớn đã áp dụng những chính sách này như thế nào, có hiệu quả hay không? Chúng ta có thể thấy rằng là trong năm 2015 vừa qua chúng ta thấy có 4 cái nền kinh tế lớn trên thế giới áp dụng những chính sách nới lỏng tiền tệ và tài khoá. Đầu tiên thì nói đến là Mỹ,
Thì chị thấy rằng là năm 2014 thì là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định là ngừng cái gói QE3 và để cho, bởi vì là cái dấu hiệu tăng trưởng của Mỹ. Và như vậy là cái việc cắt dần cái gói QE3 của Mỹ thì có thể tác động đến kinh tế Mỹ. Nhưng mà với cái đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng thì năm 2015 thì kinh tế của Mỹ đã có sự tăng trưởng tương đối là khá. Và bên cạnh đó cái nền kinh tế thứ hai có thể nhắc đến là nền kinh tế châu Âu và trong đó là Eurozone. Tháng riêng năm 2015 thì ECB đã quyết định là tung một cái gói nới lỏng định lượng là tương đương Mỹ khoảng là 1,1 ngàn tỷ euro ra nền kinh tế để kích thích tăng trưởng kinh tế. Và đồng ý việc đó là họ duy trì cái mức lãi suất cho vay thấp kỷ lục tương đương khoảng 0,0%. Và bên cạnh đó thì cái lãi suất tiền gửi là cũng là rất là thấp, ở mức là âm 0,2%, nghĩa là những cái ngân hàng thương mại mà gửi tiền vào ECB là cũng phải trả phí. Và như vậy là nhờ có cái gói kích thích này thì cái nền kinh tế của EU đã có sự cải thiện đáng kể. Ví dụ như năm 2015 thì tăng trưởng kinh tế của khu vực EU28 đạt mức là 1,82% so với mức là 1,37%. Và bên cạnh đó, khu vực Eurozone thì là đã có sự tăng trưởng, cải thiện tăng trưởng trong năm 2015 đạt mức là 1,53% so với cái mức là 0,89% trong năm 2014. Và cái điểm thứ hai là nền kinh tế Nhật Bản, thì nền kinh tế Nhật Bản còn rất nhiều khó khăn, và do vậy trong năm 2015 thì chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã tiếp tục chương trình kinh tế Abenomics và với hai trụ cột là nới lỏng tài khoá và tiền tệ. Thì trong quý 3 là kinh tế của Nhật Bản đã thoát khỏi cái suy thoái, và tính chung cho cả năm 2015 thì tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản đã đạt mức tăng trưởng 0,7% so với mức âm 0,1% trong năm 2014. Và bên cạnh đó cái điều đáng chú ý là trong cái đối với cái chính sách của Trung Quốc thì chỉ thấy rằng là trong năm 2015 thì có thể nói là nền kinh tế Trung Quốc đã gặp rất nhiều cái vấn đề. Ví dụ như trong năm 2015 thì Ngân hàng Trung ương của nước này đã 6 lần cắt giảm lãi suất, và chị thấy rằng là từ cái mức là 5,6% đầu năm xuống cái mức là còn mà 4,35% hiện nay. Và bên cạnh đó thì 4 lần họ cắt giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng thương mại từ cái mức là 19,5% mà xuống cái mức hiện nay là 17,5%. Và chị thấy rằng là đặc biệt là trong tháng 8 năm 2015 vừa rồi thì Trung Quốc đã phá giá 3 ngày liên tiếp với mức phá giá đồng nhân tệ là 4,6%. Và có thể nói đây cái biện pháp này của Trung Quốc là đưa ra là nhằm phá giá đồng nhân tệ thì là để nhằm là kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên và tất cả những biện pháp trên để nhằm thúc đẩy xuất khẩu cũng như kích thích tăng trưởng kinh tế thì nó lại đưa ra một cái hiệu ứng rất là ngược. Tức là làm cho cái giá của hàng nhập khẩu tăng lên. Và cái hai nó tạo ra một sự hoảng loạn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, và cái hai là làm cho xuất kích hoạt trong cái xu hướng là rút vốn ra, dòng vốn đầu tư chính thức ngoài như FII ra khỏi nền kinh tế Trung Quốc. Và như vậy là có thể thấy là trong năm 2015 thì kinh tế Trung Quốc, cái biện pháp của Trung Quốc tôi nghĩ là cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn, bởi vì là nếu xét vào mức độ tăng trưởng thì tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2015 chỉ đạt mức 6,9% so với mức 7,3% trong năm 2014. Có thể nói là không thể phủ nhận việc nền kinh tế Trung Quốc chậm lại đã gây ra những tác động không nhỏ tới nền kinh tế toàn cầu trong năm 2015. Bên cạnh đó là biến động sụt giá rất mạnh của giá dầu. Vậy thì theo hai vị khách mời, những cái biến động đó đã tác động như thế nào đến các nền kinh tế? Đối tượng nào chịu tác động lớn nhất, bị ảnh hưởng nhiều nhất, và đối tượng nào được hưởng lợi nhiều nhất từ những cái biến động này? Tôi thì tôi cho rằng là gì là có hai cái nền kinh tế hiện nay là đứng đầu thế giới là cái nền kinh tế của Mỹ và nền kinh tế Trung Quốc. Và hai ông lớn này tôi vẫn thường hay nói đùa là công hắt hơi sổ mũi một cái thì thế giới ốm. Đúng không? Thế thì thế giới ngày nay là thế giới phẳng. Các cái mối quan hệ kinh tế nó ràng buộc lẫn nhau, nó đan xen lắm. Tôi nói ví dụ chẳng hạn nền kinh tế của Mỹ chẳng hạn là tăng trưởng khoảng 2,5-3% là mà nền kinh tế đầu tàu nó kéo cả thế giới. Thì rõ ràng là rất nhiều nước được hưởng lợi. Nhưng nếu nền kinh tế Trung Quốc mà lại giảm tốc, đúng không ạ? Từ chỗ 10-11% bây giờ chỉ xuống khoảng 6-7%. Thì rõ ràng là không chỉ nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng mà rất nhiều nước theo cũng bị ảnh hưởng theo. Cho nên tôi cho rằng là gì là ngày nay đặc biệt là những nền kinh tế lớn trên thế giới mà tốc độ phát triển của họ gặp khó khăn thì những nước nhỏ và những nước có quan hệ kinh tế ràng buộc nhiều với Trung Quốc chắc chắn bị ảnh hưởng và ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Đối với quan điểm của tôi thì trả lời trực tiếp cho câu hỏi của chị là một là cái giá dầu thế giới giảm và hai sẽ suy giảm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tác động đến tiền thế giới như nào. Thứ nhất tôi có thể nói rằng đối với giá dầu giảm thì những cái nền kinh tế mà chịu thiệt hại tác động tiêu cực nặng nề nhất thì tôi có thể nói là những cái nền kinh tế mà phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu dầu mỏ. Ví dụ như là Nga, ví dụ các nền kinh tế Trung Đông, ví dụ như là Na Uy, ví dụ như là Africa, bởi vì là họ cái ngân sách của họ phụ thuộc phần lớn vào cái việc xuất khẩu giá dầu. Ví dụ Nga là ngân sách là phụ thuộc vào 50%.
và Trung Đông cũng vậy. Thì như vậy là khi mà giá dầu giảm như vậy thì nó sẽ tác động trực tiếp đến cái nguồn thu ngân sách của họ, tác động trực tiếp đến cầu xuống nước và tác động suy giảm tăng trưởng kinh tế. Và bên cạnh đó, như nền kinh tế mà nhập khẩu dầu thì lớn thì sẽ có được hưởng lợi. Tuy nhiên trong cái bối cảnh hiện nay, trong bối cảnh bên cạnh toàn cầu hóa, thì cái việc là suy giảm tăng trưởng kinh tế của cái nền kinh tế xuất khẩu dầu mỏ dẫn đến là cái cầu trong nước họ giảm, dẫn đến cái cầu của họ đối với hàng hóa thế giới giảm, và như vậy sẽ tác động đến cả cầu đối với hàng hóa của nền kinh tế phát triển, và như vậy nó cũng sẽ tác động một phần nào tác động tiêu cực đến cái nền kinh tế phát triển. Và có thể nói rằng là kể cả Việt Nam chúng ta thì chúng ta là vừa xuất khẩu dầu tinh, chúng ta vừa nhập khẩu chúng ta vừa xuất khẩu dầu thô nhưng chúng ta nhập khẩu dầu tinh, như vậy chúng ta sẽ có tác động hai chiều. Một là nếu như cái giá dầu trong nước mà giảm tương ứng với lại cái giá dầu thế giới, và bên cạnh đó là chính phủ có những biện chế tài để những cái ngành mà cung cấp dịch vụ và sử dụng nhiều dầu, ví dụ như là vận tải logistics, mà giảm cái chi phí vận dịch vụ thì sẽ làm cho cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp sẽ giảm và sẽ kích thích khu vực kinh tế thực cho nền kinh tế phát triển, và như vậy sẽ bù đắp được cái phần ngân sách trung ương bị thu hụt do dầu, giá dầu suy giảm. Bên cạnh đó, như tôi nói là cái giá dầu thô suy giảm sẽ tác động trực tiếp đến ngân sách trung ương, do là cái ngân sách của ta hiện nay, với những ví dụ như những trước năm trước thì là ngân sách Việt Nam phụ thuộc khoảng 18-20%, nhưng ví dụ năm 2015 thì chúng tôi theo báo cáo Bộ Tài chính thì đóng góp cho ngân sách nhà nước từ dầu thô chiếm khoảng 6%, và do vậy là phần nào tác động đến kinh tế của chúng ta. Riêng đối với Nga thì tôi có quan điểm khác với tiến sĩ Khôi một chút. Thứ nhất ấy là lâu nay chúng ta vẫn nói rằng là cái nền kinh tế Nga phụ thuộc đến 50% của cái xuất khẩu dầu mỏ. Điều đó đúng cho những năm về trước. Còn trong năm 2015-2016 thì điều đó sẽ không đúng nữa. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là trong ngân sách của Nga trong 2015 là Nga vẫn xuất khẩu dầu mỏ rất lớn, dầu mỏ và khí đốt. Nó chiếm đến 60-70% cái tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga. Thế nhưng mà dầu mỏ và khí đốt chỉ đóng 13,7% trong cái GDP của Nga thôi. Vậy thì còn lại là cái gì đóng góp vào? Thì vừa rồi ấy là như vậy, thì chúng ta đều biết là năm 2014-2015 là Mỹ và EU và một số nước là trừng phạt đối với nền kinh tế Nga và buộc Nga phải cải cách cơ cấu kinh tế. Và trong đấy là gì? Là chính phủ Nga rất kiên quyết là làm sao mà không để cho cái ngân sách của chính phủ Nga, cái nước Nga phụ thuộc quá nhiều vào giá dầu. Qua những phân tích, những số liệu của tôi và tôi nghiên cứu nhiều năm về Nga ấy, thì rõ ràng là gì? Một trong cái phương án xấu nhất đấy là tăng trưởng âm. Nhưng mà những cái quyết tâm của chính phủ Nga thì tôi cho rằng là cận không. Và nếu có tăng nữa thì tăng ở khoảng 0,2-0,5%. Thì tôi hơi lạc quan hơn cái chỗ đấy. Đối với tôi thì thực sự tôi tin vào tinh thần của Nga. Tuy nhiên rằng là với cái sự trừng phạt liên quan đến khủng hoảng địa chính trị, sự trừng phạt của Mỹ, của EU, và cái hai là cái tác động, mặc dù là cái phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga đã giảm xuống từ 50% xuống như 37% như giáo sư Toàn đã nói. Tuy nhiên tôi thấy rằng là năm 2016 thì kinh tế Nga vẫn ở trong tình trạng tăng trưởng âm. Theo tính toán của tôi hiện nay, với dự kiện đến ngày hôm nay, và thì tôi cho rằng là kinh tế của Nga trong năm 2016 sẽ tăng trưởng âm ở mức là -1,14%. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về triển vọng của nền kinh tế trong năm 2016 ở phần sau của chương trình. Còn sau đây mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế thế giới năm 2016 tăng trưởng khiêm tốn 2,9%. Nguyên nhân chính là sự chững lại của các nền kinh tế mới nổi lớn như Trung Quốc hay Brazil. Tốc độ phát triển kinh tế thế giới năm 2016 đấy sẽ chỉ dừng ở mức khoảng 2,9-3%, mà thấp hơn so nhiều so với các cái dự đoán trước đó. Bởi vì một số các lý do thứ nhất là tốc độ phát triển kinh tế của Mỹ năm 2016 chỉ đạt khoảng 2,7%, trong khi đó tốc độ kinh tế của một số các nước đang phát triển, mà đặc biệt như nền kinh tế của Mỹ, của Trung Quốc chẳng hạn, thì năm 2016 dự đoán chỉ đạt ở mức khoảng 6,7%, mà thậm chí còn có thể thấp hơn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,4% trong năm nay, giảm từ mức dự báo tăng 3,6% đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. Chuyên gia kinh tế trưởng Maurice Offel của IMF nhận định, chặng đường của chúng ta năm nay có thể sẽ gập ghềnh, đặc biệt là với các nước mới nổi và đang phát triển. Theo tôi thì nó cũng là một bức tranh cũng ở mức vừa phải, và nó sẽ còn, tôi nghĩ rằng một năm
nữa thì chắc chúng ta sẽ còn nhiều cái có những cái bất ổn, đặc biệt là những vấn đề ví dụ như xung đột thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về chính trị, ảnh hưởng rất nhiều đến cái nền kinh tế. Tôi nghĩ là 2016 thì kinh tế thế giới nó ở vào một cái trạng thái tức là mắc kẹt giữa một bên là các nước phát triển là đầu tàu thì đã vượt qua được các cái tình trạng khó khăn nhất nhưng mà chưa đủ mạnh. Trong khi đó các cái nước mà mới nổi thì lại đang có chiều hướng đi xuống. Thế nhưng mà dù sao nữa thì không có là vẫn ổn, nhưng mà tốc độ nó cũng không cao. Tôi cho rằng cái xu thế là tương đối tích cực. Tăng trưởng kinh tế thế giới cũng duy trì trong 2-3% gì đó. Thưa quý vị, ảm đạm, tạm ổn và lạc quan, đó là những nhận định khác nhau về nền kinh tế thế giới trong năm 2016. Vậy các vị khách mời sẽ theo trường phái nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vâng, thưa giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, theo ông thì đâu là những động lực và điều gì đóng vai trò là lực cản của nền kinh tế thế giới trong năm 2016? Tôi cho rằng là gì, là trước hết là cái nền kinh tế Mỹ là cái động lực. Theo cái dự báo là nền kinh tế Mỹ sang năm 2016 sẽ phát triển tăng trưởng khoảng 2,5-3%. Đúng không ạ? Và như mọi người đều biết, cái động lực của nền kinh tế Mỹ là chi tiêu tiêu dùng, và nó đóng góp tới 70% GDP. Đấy là một tín hiệu rất khả quan nhờ cái việc là giảm cái tỷ lệ thất nghiệp này, rồi cải thiện tài chính cá nhân này, hộ gia đình này, và giá nguyên liệu giảm, đúng không? Giá nguyên liệu giảm, rồi chính sách kích thích nhu cầu nội địa, rõ ràng đấy là một cái tín hiệu tôi cho là tốt. Hoặc là kinh tế của Ấn Độ trong 2016 ấy là tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Nếu như trong năm 2015 là khoảng 6,7-7,0%, thì dự kiến trong năm 2016 này là 7,3, và có thể là nó lên đến 7,5% trên 2017. Kinh tế Ấn Độ được dự báo là tăng trưởng nhanh nhất thế giới, và trong khi đó thì kinh tế của Brazil, Nga lại giảm trong cái khối BRICS. Kinh tế Trung Quốc thì tăng trưởng lại chậm lại. Thế còn kinh tế của khu vực đồng tiền chung Eurozone thì dự kiến sẽ duy trì tốc độ vừa phải, bất chấp là cái sự chia rẽ và những cái rủi ro trong cái vấn đề như khi nãy tôi vừa nói. Đấy là vấn đề mà cái luồng di cư ồ ạt của năm 2015, và cái dòng di cư này 2016 chưa có dấu hiệu chấm dứt. Dự kiến là nền kinh tế EU sẽ thoát ra khỏi cái khủng hoảng nợ công, rồi là gì, là cũng bắt đầu lấy đà tăng trưởng, nhưng mà cũng không quá được mức 1,5% cho 2016, và cho đến 2017 tiếp theo thì có thể lên đến 1,7-1,8%. Thế còn Nhật Bản thì chúng ta biết rồi, là lấy lại đà tăng trưởng kinh tế và tham gia đàm phán hiệp ước cái TPP, đúng không ạ? Và sẽ đi lên sau suy thoái. Mức tăng trưởng thì theo như các nhà kinh tế thế giới đánh giá là nó khoảng 1%. Các cái nền kinh tế mới nổi thì lại có những cái trạng thái đối nghịch. Các nước trong nhóm nền kinh tế mới nổi hàng đầu, chẳng hạn như BRICS, thì phải đối mặt những cái giai đoạn rất khó khăn, ngoại trừ Ấn Độ như khi nãy tôi vừa nói. Rồi là giá cả hàng hóa tiếp tục giảm trong năm 2016, giá dầu giảm, chắc chắn giảm. Mà nếu như mà năm 2016 mà cái công nghệ khai thác và chế biến dầu đá phiến nó thấp nữa, đúng không ạ? Thì rõ ràng đây là một cái bức tranh rất khó lường trong biến động nền kinh tế. Nếu như mà tôi cho rằng là nếu mà giá dầu đá phiến mà trung bình ấy, khai thác mà bán ra thị trường thế giới mà tốc độ mà giá độ khoảng 20-25 đô trong một thùng, thì rõ ràng là thế giới phải đối mặt rất nhiều cái thách thức, đặc biệt là những nước sản xuất dầu mỏ truyền thống. Một điểm nữa là gì, là trong 2016 ấy là cái giảm phát, thì rõ ràng là gì, là với một cái nền kinh tế mà nó không ổn định, phụ thuộc vào cái giá nhiên liệu như vậy, đúng không, và tốc độ tăng trưởng âm như vậy, thì rõ ràng là cái giảm phát là một cái điều mà đáng lo ngại. Đặc biệt là kể cả những cái nền kinh tế mới nổi cũng vậy, cái giảm phát. Rồi là gì, là Fed lại tổ chức tài chính lại tiếp tục tăng lãi suất chẳng hạn, vì cái nền kinh tế Mỹ đây là một cái tín hiệu nó phát triển tốt, đúng không? Rồi đồng đô la Mỹ lại tiếp tục giữ ngôi vương,
Và giữ ngôi vương đấy thì rõ ràng là cái sức mạnh của đồng đô la nó rất lớn trên nền kinh tế thế giới. Và tất cả những anh nào đi vay về đồng đô la thì rõ ràng người chịu một sức ép khủng khiếp lắm. Thì đấy do là những cái bức tranh trái chiều của năm 2016, những lạc quan và cũng có những cái lo lắng như vậy. Bên cạnh đó còn có những cái vấn đề chính trị xã hội. Những vấn đề chính trị xã hội tôi nói ví dụ chẳng hạn như là đấy, khi nãy tôi cũng có trao đổi với tiến sĩ Khôi là gì là trước hết là nói về yếu tố về kỹ thuật, công nghệ khai thác về dầu đá phiến và khai thác dầu truyền thống, người ta sẽ cố gắng cải tiến công nghệ để làm sao mà giá dầu còn thấp nữa mà người ta vẫn có lãi. Thế nhưng mà đến khi nếu mà cạnh tranh với dầu đá phiến mà thấp đến nữa thì rõ ràng là lúc này yếu tố về chính trị, yếu tố về kinh tế lúc đó phải lùi xuống vị trí số 2, số 3. Bởi vì lúc này là cái giá thành nó quyết định những yếu tố về chính trị và kinh tế. Thế còn trước kia là gì, là tôi cho rằng là gì, những yếu tố về chính trị nó rất quan trọng, những yếu tố kinh tế rất quan trọng. Nhưng mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cái giá thành của dầu, yếu tố về kỹ thuật công nghệ nếu nó phát triển. Và tôi nói ví dụ chẳng hạn như Iraq, rõ ràng là gì là Iran là bây giờ được dỡ bỏ lệnh trừng phạt đúng không ạ, cấm vận đúng không ạ. Và nếu như mà Iran mà tăng tốc cái khai thác cái dầu mỏ lên 2 triệu, 3 triệu thùng một ngày thì rõ ràng là cái giá dầu trên thế giới nó giảm đi một cách ghê gớm. Vâng. Thì đây là cái khó khăn của nền kinh tế năm 2016. Vậy với những yếu tố là động lực, là lực cản như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn vừa phân tích thì theo ông Lương Văn Khôi điều đó sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016? Việt Nam là một kinh tế nhỏ và đang phát triển và có độ mở rất là cao. Do vậy những cái diễn biến của kinh tế thế giới sẽ tác động trực tiếp tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Và bên cạnh đó là những thời gian vừa qua chúng ta tham gia một loạt các hiệp định thương mại, kể cả khu vực và xuyên khu vực, ví dụ TPP, thì tôi nghĩ là sẽ có tác động rất lớn tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tôi chỉ nói ba tác động thôi. Một là tác động kinh tế của chúng ta do cái giá dầu thế giới giảm. Theo kịch bản IMF thì nếu như giá dầu năm 2016 ở mức 41,97 đô la một thùng thì tăng trưởng quy mô kinh tế chúng ta, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã giảm 0,5 điểm phần trăm. Và nếu như giá dầu mà giảm xuống 30 đô la một thùng thì tăng trưởng kinh tế chúng ta sẽ giảm 0,8 điểm phần trăm. Và nếu như xuống mức 20%, mức 20 đô la thì tăng trưởng kinh tế của chúng ta sẽ giảm, tức là giảm đi là 1,08 điểm phần trăm. Và như vậy là thời gian nó tác động rất lớn đến tăng trưởng của chúng ta. Và bên cạnh đó thì theo tính toán của tôi là hiện nay có nhiều cái tổ chức quốc tế dự báo là trong năm 2016 này thì cái giá đồng nhân dân tệ có thể giảm đến 13%. Và với kịch bản ở Trung Quốc mà giảm 13% như vậy thì nó sẽ tác động đến kinh tế chúng ta, là bởi vì chúng ta cũng vừa xuất khẩu sang Trung Quốc vừa nhập khẩu và chúng ta có rất nhiều cái tác động. Và tiệm chung lại thì với cái cú sốc giảm giá đồng nhân tệ 13% thì nó sẽ tác động nhỏ đến kinh tế chúng ta, làm giảm tăng trưởng của chúng ta là 0,02 điểm phần trăm. Và bên cạnh đó như cái tính toán của tôi mà khi kinh tế Trung Quốc suy giảm 0,3 điểm phần trăm như đấy tôi có đề cập thì nó cũng tác động tiêu cực đến kinh tế chúng ta, là làm giảm tăng trưởng của chúng ta là 0,07 điểm phần trăm. Và bên cạnh đó thì theo những cái nghiên cứu mới nhất của tôi, tức là khi Việt Nam mà tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, mà khi mà hiệp định được ký kết, chúng ta mà thực hiện tốt tất cả cam kết và có sự cải cách cái nền kinh tế, cải cách thể chế, thì tôi thấy rằng là cái việc tham gia cái hiệp định TPP của chúng ta sẽ mang lại rất lớn cho nền kinh tế. Cảm ơn hai vị khách mời về những số liệu, những thông tin rất là chi tiết cụ thể cũng như là những phân tích bình luận sâu sắc trong chương trình ngày hôm nay. Và kính chúc các vị khách mời một năm mới 2016 an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, hy vọng rằng thông qua các phóng sự và đặc biệt là qua cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời ngày hôm nay, quý vị đã có cái nhìn toàn cảnh hơn về bức tranh kinh tế thế giới trong năm 2015 cùng những triển vọng cho năm mới 2016. Đến đây, chuyên đề Thế giới, sự kiện đặc biệt với chủ đề Kinh tế thế giới nhìn lại năm 2015 và nhận diện năm 2016 xin được khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị cũng như các vị khách mời đã đồng hành cùng những người thực hiện chương trình trong suốt thời gian qua, và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa trong thời gian tới. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.